Sáng ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc trường Đại học An Giang trở thành thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Giang Sáo, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo trung ương, địa phương, các sở ban ngành tỉnh đã đến dự. Tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát, trưởng ban tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định số 1007 trên QĐ-TTG ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận toàn bộ bộ máy của trường Đại học An Giang. Đồng thời công bố quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm Phó giáo sư tiến sĩ Võ Giang Thắng giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học An Giang, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Giang Đạt giữ chức Phó Hiệu trưởng trường Đại học An Giang, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải giữ chức Phó Hiệu trưởng trường Đại học An Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, trường Đại học An Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo quyết định số 241 trên 1999 trên QĐ-TTG ngày 30 tháng 12 1999 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giải quyết nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học An Giang đóng góp tích cực cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, trường đã đào tạo và cung cấp nguồn lao động gồm 19.435 cử nhân, kỹ sư đại học và 10.019 sinh viên cao đẳng. Bên cạnh công tác đào tạo, trường còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật theo ngành nghề, phù hợp với đặc điểm địa phương. Với mong muốn Trường Đại học An Giang tiếp tục phát huy những thành quả khi chuyển về Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý. Thứ nhất, Trường Đại học An Giang nhanh chóng hội nhập vào hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hòa nhập với xu thế cùng phát triển chung của các trường đại học thành viên, để Trường Đại học An Giang sẽ là địa chỉ tin cậy trong công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực, cho cả nước. Thứ hai là nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để xây dựng thương hiệu Trường Đại học An Giang xứng tầm với khu vực. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm đảm bảo uy tín đào tạo trong xu thế cạnh tranh thương hiệu giữa các trường trong khu vực, tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo sau đại học, nghiên cứu thị trường lao động, việc làm để công tác đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Trường Đại học An Giang phải thể hiện được vị trí, vai trò đối với chương trình mục tiêu hiện nay của tỉnh, của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba là cần tăng cường tính chủ động tích cực để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo theo chuẩn châu Á, thiết kế chuẩn đầu ra, đánh giá chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp, cách thức dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực của người học và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh và số đông của lực lượng trẻ trong nhà trường, những người có trình độ chuyên môn khoa học, nghiệp vụ qua đào tạo để thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ, nhất là các đề tài phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Thứ tư là cần tăng cường quan hệ hợp tác với bên ngoài để tạo mọi điều kiện cho cán bộ, viên chức và sinh viên học tập, trao đổi kinh nghiệm, tích cực tích lũy chuyên môn thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, giáo viên, tổ chức hội thảo, hội nhập, hội nghị tập huấn và giao lưu văn hóa. Nhân sự kiện công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Trường Đại học An Giang trở thành thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phương châm cốt lõi trong chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 là quyết tâm vừa đi nhanh đi xa, vừa phát huy được thế mạnh của từng trường thành viên, vừa kết hợp được sức mạnh tương tác của tổ hợp nhiều trường nhiều diện. Để đạt mục tiêu đề ra, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Tôi đề nghị tập thể lãnh đạo nhà trường, toàn thể cán bộ giáo viên, viên chức, người lao động và người học hãy đoàn kết, kề vai sát cánh cùng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, thực hiện thật tốt công tác bàn giao chuyển đổi một cách nhanh chóng, cẩn trọng, đồng bộ, đảm bảo đúng quy định, tránh mọi xáo trộn không cần thiết. Thứ hai, vận dụng phát huy thế mạnh của hệ thống Đại học gia Thành phố Hồ Chí Minh để cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Cần xem đây là
mảng hoạt động ưu tiên hàng đầu có tính chất quyết định đến mục tiêu và hiệu quả của việc chuyển trường Đại học An Giang là viện của Đại học Gia thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba, rà soát cơ cấu lại đại học, lý hóa về tổ chức bộ máy theo mô hình quản trị đại học trong bối cảnh và xu thế thị trường đại học, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập vào hệ thống đại học gia thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, chủ động kết nối sâu rộng với các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc và các ban chức năng của đại học gia thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ năm, tranh thủ sự chỉ đạo và sự hỗ trợ của tỉnh An Giang và các địa phương trong vùng để có thêm nguồn lực phục vụ sự phát triển của nhà trường. Dịp này, Trường Đại học An Giang đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 với vai trò là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.